Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hàn và ngay sau đây sẽ là những tin tức thú vị có trong ngày hôm nay. Vào đúng 7 giờ sáng giờ Việt Nam ngày 22 tháng 9 thì YG đã bắt đầu tung ảnh teaser cá nhân của các thành viên Blackpink để quảng bá cho full album đầu tay là The Album. Jisoo chính là nhân vật mở màn loạt ảnh này giống như lần cả nhóm comeback với ca khúc Ice Cream cách đây một tháng. Teaser của chị cả Blackpink khá đơn giản khi chỉ là ảnh chân dung của cô nàng, thế nhưng không hổ danh là vì sùa của nhóm, Jisoo chưa bao giờ làm cư dân mạng thất vọng vì nhan sắc, các đường nét trên gương mặt của cô hoàn mỹ đúng chuẩn hoa hậu Hàn Quốc. Đã vậy, tạo hình của Jisoo còn có nét bad girl hâm hố, hứa hẹn bài hát mới của Blackpink lại đậm chất girl crush, nhưng liệu có quẩy tung nóc như các bạn hết trước hay không? Sau khi teaser lên sóng thì tên tuổi Jisoo đã đạt thăng 4 top trending toàn cầu trên Twitter. Điều này cho thấy nhan sắc như hoa hậu của cô nàng một lần nữa gây bão. Đặc biệt, teaser của Jisoo đã giải đáp thắc mắc lưng ai trong teaser giấu mặt khoe lưng của Blackpink làm cả fandom hoang mang ngày hôm qua. Dựa vào trang phục và thính từ vũ công, người hâm mộ từng đoán các thành viên xuất hiện theo thứ tự là Lisa, Jisoo, Rose và Jennie. Thế nhưng thì dựa vào mái tóc ngắn và bộ trang phục của Jisoo trong teaser mới nhất, nữ idol mới là người xuất hiện cuối cùng trong bức ảnh của cả nhóm, chứ chẳng phải thứ hai. Gây lú thế này thì fan chỉ còn biết đợi các thành viên lộ diện đầy đủ mà thôi. Chúng mình là Tốt Sao Hàn và đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.